thì ra chỉ có một cách lắp ghép lọ xếp hình là nhìn theo mẫu thôi. Nên hôm nay mình sẽ quyết tâm hoàn thành lọ xếp hình bốc cô này. Mình cứ lựa xem từng mảnh thôi, chưa đúng thì để qua một bên, rồi lại lấy mảnh khác xem. À, mảnh này đúng rồi nè. Cứ như vậy cho tới khi hoàn thành lọ xếp hình thôi. Để đỡ nhàm chán thì mình xin hát một bài hát góp vui nha. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế chung em có hâm không? Đem nghe vô nhà thương, đem nghe vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình, tang tình 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 tang 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 tình. Yeah yeah, tới mảnh ghép cuối cùng rồi nè. Mình lấy miếng nhựa đề kem còn lại, đậy lên các mảnh ghép. Có ốc vít ở đây, mình cố định lại bốn góc của chiếc lọ này nha. Đây là cái nắp chặn để đậy chiếc lọ này lại. Đây là sau một tiếng đồng hồ, chiếc lọ xếp hình bốc checko của mình đã hoàn thành rồi nè. Đẹp hơn hình mẫu luôn nha.